Xin chào buổi chiều tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu thông tin chiều ngày hôm nay, ngày 22 tháng 8. Bến Tre lên phương án trở về trạng thái bình thường mới, vừa truy vết vừa xét nghiệm để phát hiện F0 nhằm thiết lập và bảo vệ vững chắc vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ để sớm trở lại trạng thái bình thường mới là quyết tâm của tỉnh Bến Tre trong cuộc chiến chống Covid-19 được nêu tại cuộc họp do Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của tỉnh tổ chức chiều ngày hôm qua, ngày 21 tháng 8. Cuộc họp thống nhất phương án phòng chống dịch bệnh hiện nay trong toàn tỉnh, vừa truy vết vừa xét nghiệm nhằm phát hiện F0, thiết lập bảo vệ vững chắc vùng xanh ở các địa phương gồm thành phố Bến Tre, Chợ Lách, Dòng Trơm, Mỏ Cày Bắc, Bình Đại, Mỏ Cày Nam. Đến ngày 30 tháng 8, địa phương trở về điều kiện bình thường mới. Các huyện như Châu Thành, Thạnh Phú, Ba Tri phấn đấu chậm nhất đến ngày 15 tháng 9 chuyển sang thực hiện chỉ thị số 19. Toàn tỉnh phấn đấu chậm nhất ngày 15 tháng 9 trở về trạng thái bình thường mới. Trong chiều hôm nay, Bình Đại ghi nhận có gió lớn kèm theo lốc xoáy, nơi lốc xoáy đi qua gây ra ngã đổ nhiều cây lớn và trụ điện làm bay nhiều mái nhà. Và thông tin cuối cùng cho bản tin chiều tối ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận trong ngày hôm nay, ngày 22 tháng 8 tại Bến Tre. Thì tính từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 22 tháng 8, Bến Tre có 35 ca mắc Covid-19 mới. Thì ổ dịch công ty CB Đông Lạnh là 26 ca ở Tường Đa, An Hiệp, Phú Đức, Tiên Thủy, Tiên Long, huyện Châu Thành và phường 9, thành phố Mỹ Tho. Ổ dịch công ty CB Chăn Nuôi, 1 ca ở An Hiệp, Châu Thành là 3 ca, ở Phước Tự, xã An Khánh, An Bình, xã An Hiệp, Phước Hòa, xã Phú An Hòa, làm nghề giao hàng, test nhanh ở cầu Rạch Miễu, chưa được cách ly trước đó. Thành phố 2 ca, ở An Ninh B, xã An Thuận, Mỏ Cày Bắc 1 ca, ở Tân Thông 5, xã Thanh Tân, Dòng Trơm 1 ca, ở Dòng Chùa, xã Tân Lợi Thạnh, 1 ca ở Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long là người nuôi bệnh F0 đã được cách ly. Trong khu cách ly và phong tỏa là 34 ca và cộng đồng là 1 ca. Thì tính đến ngày hôm nay, Bến Tre có 1.566 ca mắc Covid-19, vẫn là 35 ca tử vong. Hôm nay Bến Tre ghi nhận thêm 48 ca đã ra viện. Thì tính đến ngày hôm nay, Bến Tre có 955 ca đã ra viện. Thì tính từ chiều hôm qua đến chiều hôm nay, Bến Tre có 41 ca mắc Covid-19 mới. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin chiều hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.